Trong sự nóng giận, lý trí và sự sáng suốt sẽ biến mất. Nếu anh ta chiến thắng được cơn giận, thì anh ta có thể nhẫn nại hơn để đưa ra một quyết định đúng đắn. Và điều đó sẽ có lợi cho bản thân anh ta và những người khác. Hiểu rồi. Ý của ngươi nói là ngươi rất an tịnh chứ gì? Còn ta, ta đang sống trong phẫn nộ đúng chứ? Đó là lời anh nói. Nóng giận sẽ khiến cho anh phải đau khổ. Chẳng qua ta chỉ tranh cãi vài câu thôi. Tranh cãi sẽ gây ra phẫn nộ, khiến con người dừng bước trước chân lý. Đó chỉ là cách che chở bản thân mình thôi. Ta đâu có sân si. Vậy thì tốt quá rồi. Vì sự nóng giận chẳng khác nào một đốm lửa trong lòng bàn tay. Chúng ta muốn quẳng nó cho người khác, nhưng mà trước khi quẳng đi thì tay của mình đã bị bỏng trước. Nóng giận là một nhược điểm lớn nhất của con người. Buddha đã dạy rằng phẫn nộ giống như chúng ta nắm than hừng trong tay để quăng đến người khác, nhưng trước hết nó đã làm bỏng tay của bạn trước rồi.